Chào các bạn, nhân là thấy một có một kênh có vẻ khá chính thống mà họ đưa ra một cái câu chuyện là tại sao làm nhà mới thường gặp đen đủi. Nhà mới làm sao mà gặp đen đủi, đúng không? Tất nhiên là có thể họ nghĩ ra một vấn đề để họ đặt ra một vấn đề để nói câu chuyện, và trong cái clip tôi xem lướt qua thì họ đổ cho các vấn đề là không xem tuổi và vấn đề nữa là đổi chủ. Đổi chủ thì chả liên quan, và không xem tuổi thì nó cũng chả đúng. Rồi sau đấy thì một cái câu chuyện cũng nhắc lại rất nhiều lần là do đất có mồ mả thì nó cũng chả liên quan đến làm nhà mới. Hoặc là hướng nhà, hoặc nhà, hoặc là nhà chung cư, biệt thự là làm sẵn theo một tuổi cố định và người mới vào mua thì không đúng tuổi. Tức là loanh quanh cái câu chuyện của họ là tuổi, do tuổi không hợp nhà nên là bạn làm nhà mới hoặc là mua nhà mới có vấn đề. Nhưng thực tế không phải như vậy các bạn, vì cái cách xem tuổi, tôi nói trong rất nhiều clip là cách xem tuổi trong dân gian là một cách làm, cách làm các bạn nhé, cách xem rất thiển cận. Vì là nói một cách đơn giản là bạn có một ngôi nhà mà chỉ xem đúng một tuổi người đàn ông, đúng không? Xem tuổi người đàn ông, và trong clip thì lại bảo là người già trẻ nhỏ hay ốm đau bệnh tật. Đã xem tuổi người đàn ông thì tất nhiên là những người khác thành viên thì sẽ bị vấn đề, đúng không? Nhà có 4 người, bạn chỉ xem cho một người, những người khác chắc chắn là có vấn đề. Thì đấy là cái vấn đề sai lầm nhất của các thầy phong thủy dân gian. Cái cách làm nhà đúng là như thế nào? Là làm một ngôi nhà đúng xong, tất cả các thành viên phải ở được để cho đời con, đời cháu vẫn ở được, không ảnh hưởng gì cả, không cần xem tuổi các bạn nhé, không cần xem tuổi vẫn làm được nhà. Cũng từng giả sử như một miếng thịt gà ấy, bạn làm một con gà xong tất cả gia đình ăn được, đúng không? Một miếng thịt tất cả mọi người ăn được, chứ không phải là mua con gà này chỉ cái chủ nhà mới ăn được còn người khác không hợp tuổi con gà không ăn được. Đấy là cái vớ vẩn nhất của dân gian. Tuy nhiên là nó lại là một cái trào lưu mà tôi vẫn hay gọi là trào lưu từ thời Bắc thuộc. Tuy nhiên là rất buồn là những cái kênh tin tức chính thống mà đưa ra như vậy thì nó chả khác gì là cổ suý cho những cái mê tín hoặc là những cái kiến thức sai lầm. Vì vậy là hôm nay tôi cắt nghĩa cho các bạn rõ nét là làm sao, hoặc là khi tới một ngôi nhà mới, chúng ta mua nhà mới thì chúng ta cần lưu tâm cái gì để nó đỡ bị đen đủi. Đấy mới là vấn đề chúng ta cần nghiên cứu. Bạn đến một nơi mới, bạn muốn mua một khu đất mới hoặc là chung cư biệt thự, cái vấn đề là bạn có tiền hay không thôi, đúng không? Giống như tôi có một cô em họ, tức là con gì đấy, thì nó muốn đến gần cái khu Ocean Park của tôi, nó muốn mua sang bên này ở. Tại vì trước đây là mua ở chỗ đằng Linh Đà, thì ở đấy nó đông và chật chội quá thì nó không thích ở, nó muốn mua sang đây. Tuy nhiên là khi tôi gửi cho những cái danh sách mà bên Vinhome này nó đang bán ấy, thì nó lại không đủ tiền, đúng không? Thì vấn đề là câu chuyện là bây giờ mình thích mua nhưng mà mình không có tiền thì không thể nói chuyện gì được. Nên là giả sử bạn có tiền đã, đúng không? Giả sử bạn mua ở khu này thì thường cái căn nhỏ nhất bây giờ nó khoảng tỷ rưỡi đến tỷ tám, loanh quanh tôi cũng chả để ý giá. Khoảng đấy các bạn nhé, giả sử bạn có tỷ rưỡi thì bạn mua. Thì cái vấn đề không phải là bạn xem tuổi, tại vì là 4 thành viên bạn không thể xem tuổi. Tôi nói rất nhiều lần rồi, xem tuổi ông chủ nhà thì bây giờ ông đi công tác thì khí nó liên quan đến ông hàng xóm mà, đúng không? Mình không thể xem theo cái tư duy, lôi cái tư duy dân gian ra mình xem cái kiểu đấy được. Tuổi nó chả quan trọng. Bây giờ chúng ta bố trí thế nào? Cái căn nhỏ nhất, ví dụ 4 người ở, đúng không? Hoặc là hai vợ chồng trẻ mua một căn studio đến ở, thì vấn đề là làm sao là cả hai vợ chồng đều phải tốt. Chứ lại muốn mỗi ông chồng tốt rồi ông vợ xấu như thế nào thì kệ. Làm gì có cái chuyện đấy, đúng không? Đấy là cách tư duy xem ích kỷ của người xưa, nghĩ là ông chủ nhà ông quyết định mọi thứ. Trong khi đó bây giờ nhiều khi là hai vợ chồng, có khi người chồng còn chả làm kiếm được, xong khi toàn người vợ kiếm tiền, đúng không?
cứ tư lôi cái tư duy cổ đại ra để áp vào cái xã hội hiện đại, nó rất buồn cười. Nên cái vấn đề chúng ta xem là không phải tuổi, bạn chả cần quan tâm đến hướng. Tôi vẫn khuyên là các bạn mua nhà, các bạn tránh hướng Tây cho tôi, nó rất là nóng. Nhất là với những bạn đi làm cả ngày bạn mới về thì nó còn đỡ. Chứ bạn mà ví dụ như tôi, lao động tự do đúng không, gọi là người làm việc tự do, mình khai biểu mẫu cứ gọi là công việc là gì, mình để cho đỡ lằng nhằng rắc rối, mình cứ gọi là lao động tự do. Nhiều khi vợ tôi bảo phải điền giáo viên rồi giảng viên này, phải hành nghề phóng thủy này, chả cần khoe làm gì, cứ lao động tự do. Mình làm tự do, mình ở nhà đúng không, mà cái bạn mua nhà hướng Tây cho hợp tuổi, thế cuối cùng là mặt trời nó chiếu vào suốt ngày, bạn suốt ngày bật điều hòa rất là khó chịu và mệt mỏi đúng không. Người ta vẫn hay có cái câu nói vui là vợ già gặp nhà hướng Tây nữa, này quá là đen đủi đúng không. Vợ già có nghĩa là ý nói là người ta cau có khó tính các kiểu, xong lại thêm cái mặt trời hướng Tây nó chiếu vào nóng bức nữa, nên là con người lúc nào cũng bực rộn, bực bội, phiền muộn, các bạn hình dung không. Nên là mua nhà thì người ta thường tránh hướng Tây, thì chứ nhiều người không biết lại tôi tuổi này tôi đi mua nhà hướng Tây nó mới hở, nó rất là buồn cười. Nói thế thì có những người chuyên phản bác thì lại bảo chẳng nghĩa là cả cái dãy phố lại không một ai mua nhà hướng Tây. Nó không phải, muốn ở hướng Tây thì ông hướng Tây ông phải bán rẻ đi đúng không, ông hướng Tây ông bán rẻ đi, hướng Đông ông hướng Đông Nam ông bán đắt lên một chút, nó phải hài hòa. Cũng giống như cái nhà chung cư, thông thường là trước đây một số nơi là ví dụ có mượn 15 tầng thì tầng giữa 7, 8, 9 chẳng hạn là người ta bán giá trung bình ở giữa, xong càng lên cao bán càng cao lên, xong càng xuống thấp bán càng rẻ đi, vì cái tư duy của người Việt Nam là không ai muốn ở dưới người khác, cứ muốn lên cao nhất đúng không. Tư duy của họ là phải ở trên đầu thiên hạ cơ, ở trên đầu thiên hạ này, hoặc là phải cao nhất thì nó thoáng đấy. Nhưng mà thực ra là khi ở chung cư thì tôi mới phát hiện các bạn càng lên cao nó chả thoáng, mà các bạn càng bị ô nhiễm này, ô nhiễm nhiều này, ẩm mốc nhiều này, và mưa bão thì nó lại bị chịu nhiều cái thiệt hại hơn, hoặc là cháy nổ các vấn đề thì bạn là người ở trên cao thì nếu cháy nổ thì là người chết đầu tiên. Nên là mình toàn chọn mua những cái căn ở thấp, kể cả có cháy nổ cái gì mình chạy đầu tiên, các bạn hình dung không. Thậm chí là nghe là xung quanh có khi là báo cháy mình chả cần quan tâm, tại vì mình tầng 2 mà, các tầng 2 thì cháy nổ làm sao liên quan được đến mình, ra ban công nhảy phát leo xuống đất chả làm sao cả, không bao giờ gãy chân gãy tay đúng không. Nên là chả gọi là bình chân như vậy luôn. Bây giờ nghe còi báo động quen chả bao giờ quan tâm, hồi đầu mới về nghe thì còn giật mình chạy ra xem, bây giờ kệ chả quan tâm, kể cả nó có cháy đến cửa thì mình ra ban công leo hát xuống chả sao cả. Nên là hướng thì các bạn nói thẳng không cần quan tâm, bạn chọn hướng đông, hướng đông nam cho nó mát mẻ nếu mà cần mát mẻ, còn không bạn muốn gọi là giá rẻ hoặc là hướng tây các thứ thì bạn chọn. Còn tôi thấy nó chọn những cái hướng đấy nó chả bao giờ làm gì. Ví dụ những cái hướng nhà tôi, ban công cái văn phòng của tôi là hướng chính đông, ban công đằng đông này, đông hay là đông nam này tôi cũng chả nhớ, cái nhà mà đang ở thì là chắc chắn là đông nam rồi, nhìn ra trường học đấy, view trường học, tầng 2 view trường học. Còn cái này là cũng là đông hay đông nam chắc đấy, nói chung buổi sáng vẫn nhìn thấy mặt trời, buổi chiều không bao giờ lo nắng nóng vì là có hành lang với những nhà khác chắn hộ mình hết rồi. Nên là kể cả bình thường này các bạn hầu như chả bao giờ phải dùng điều hòa, đỡ tốn kém rất nhiều, đỡ mệt mỏi các bạn. Mùa hè bật mỗi quạt mini con là mát rồi đấy, chả có khi cả tháng không hết một số điện. Vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, vừa không bị lệ thuộc vào điều hòa.
Đấy là mua nhà mới chứ. Ở trong cái cuốn phong thủy thì tôi hướng dẫn rất chi tiết rồi. Các bạn mua ở Việt Nam thì cái hệ thống chữa cháy nó chưa thực sự tốt các bạn nhé. Các bạn mua càng trên cao thì cái nguy hiểm các bạn càng cận kề. Ví dụ bạn mua thử tầng 24, 25 chẳng hạn, xem 24, 25 mà nó báo cháy cho phát xem, vui rồi. Chạy thì có mà là chạy mất mạng luôn đúng không? Đấy là mình chưa phải nói là nhiều người thắp hương nó gây báo cháy, mà thậm chí là nhiều khi trẻ con nó nghịch nó bấm một phát tức là báo. Hoặc là bạn có điều kiện hơn, bạn mua biệt thự thì biệt thự hướng Tây bạn cũng phải làm rất nhiều cây, mà lại cây đấy nó có hợp phong thủy không, tại vì nếu không cái cây cao để nó làm nhà bạn râm mát mà nó lại không cần tọa sơn đấy thì tự nhiên nó ảnh hưởng đến nhân đinh, mà nhân đinh có nghĩa là sức khỏe hoặc là con người con trai đúng không, không phải là điều may mắn. Nên là chọn nhà thì tốt nhất bạn cứ ưu tiên những hướng phía mát trước đúng không, phía đông đông nam nó mát mẻ hơn là một sợ, nó rộng rãi càng tốt, rộng rãi trống trải. Ví dụ là Minh Đường rộng rãi thì càng tốt đúng không, Minh Đường càng rộng rãi thì tài lộc nó càng nhiều. Các bạn chọn chỗ nào, ví dụ bạn ít tiền bạn mua vào những cái ngõ nhỏ đúng không, nhất là cái quy hoạch của chúng ta không tốt. Tôi đi ô tô mà vào ngõ nhỏ thôi thấy khó chịu lắm, nhưng mà nhiều người thì cứ len len lỏi lỏi, mọi người quen kiểu đấy rồi thì cái ngõ nhỏ này cái Minh Đường nó không có, bản thân bạn cứ đi chật chội quen nhiều thì cái tâm lý của bạn nó cũng không tốt, các bạn hình dung không? Nên là bạn chọn cái nơi nào đất trống rộng rãi, đất càng rộng rãi bao nhiêu thì cái cơ hội phát triển cái tư duy của bạn càng rộng mở. Đó là lý do khi tôi nói tôi chọn cái xe ô tô cũng thế, tự nhiên là tất cả các loại xe nó bo cái đầu nhìn rất khó chịu, nhưng mà sang cái Peugeot nó mở, gọi là từ ngoài nhìn vào nó đã thấy một cái tản nhiệt nó mở rộng, từ bên trong nhìn ra cái khoảng Minh Đường cái khoảng Minh Đường nó rất rộng. Người khác nhìn ô tô là cứ phải nhìn xuống giữa cái vô lăng để nhìn cái số, xong sau lại nhìn lên nhìn đường, nhìn xuống nhìn lên, nó có một cái khoảng cách tự nhiên nó tạo ra một cái luồng khí xấu. Nhưng mà riêng cái xe Peugeot thì nhìn phát cả một cái khoảng trống trước mặt rất là rộng mở, tầm nhìn nó khác hoàn toàn, các bạn hình dung không? Nên là mua nhà mới, đến nhà mới bạn chả cần quan tâm nhiều lắm đến hướng các bạn nhé. Hướng theo kiểu là hợp tuổi, đúng không? Bạn không cần quan tâm, bạn có tiền, bạn mua một thấy căn nào nó hợp lý. Hướng đông, đông nam, gần thang máy. Ví dụ là chung cư gần thang máy thì chạy cho nhanh, gần chỗ đổ rác đỡ mất công. Các bạn đừng, nhưng mà đừng có sát thang máy nhé, tại vì nếu các bạn nhà sát vách, ví dụ nhà bạn sau lưng này là thang máy nó di chuyển nhiều thì cái khí ở đây nó suốt ngày bị di chuyển thì là bản thân khí trong nhà bạn bị xáo động. Các bạn hình dung không? Nhiều người nhá còn không để ý là dựa cái bàn thờ vào cái thang máy này mà bị khí động suốt ngày. Thắp hương là không có trục linh, không có chân linh. Đấy nên là không cần suy nghĩ nhiều đâu bạn, có tiền mua nhà hợp lý là được, còn hướng theo tuổi không cần quan tâm. Bạn quan tâm đến bố trí, đo tọa hướng xong mình xem bố trí cửa có phạm không, vệ sinh có phạm không, giường ngủ có phạm không, những cái chỗ nào phạm thì mình hóa giải thôi, thì đấy là cái bố trí. Thì mình phải xem cửu cung, ít nhất là xem cửu cung đúng không, hoặc là bạn muốn xem dân gian theo bát trạch. Tất nhiên là dân gian theo bát trạch thì nó như tôi có nói là cái hiệu quả nó kém và lâu, có nghĩa là có thể bạn hóa giải xong thì 3, 5 năm, 10 năm sau có khi nó mới phát huy tác dụng, thì nó lâu quá, các bạn không ai chờ đợi được lâu như thế. Thứ hai là cái hóa giải nó không đúng, ai học cái khóa A của tôi phân tích cho bạn thì đấy là bát trạch nó sai hoàn toàn. Nhưng mà vì nó đơn giản nên là nhiều người vẫn cứ theo. Ít nhất các bạn dùng huyền không các bạn phân tích vì nó hiệu quả này, nhanh chóng này, có nghĩa là mình thấy hiệu quả luôn đúng không, thấy linh ứng luôn, và nó đúng cái
ngũ hành, gọi là phong thủy chính tông chính thống, thì các bạn chia cung ra, các bạn đo tọa hướng, các bạn chia cung ra, lúc đấy bạn mới xem bố trí giường ngủ vào cung tốt là đạt yêu cầu đúng không? Bàn thờ đặt cung tốt là yêu cầu, cửa ra vào cung tốt, chung cư thì ban công đón khí nó cũng phải đạt yêu cầu, tức là những cái chỗ cần tốt nó phải vào cung tốt, những chỗ xấu không được vào cung tốt. Xấu trong nhà thì thực ra có mỗi vệ sinh, còn thời xưa thì có nhà kho, nhưng mà bây giờ nhà kho thì ít người lắm đúng không? Tất nhiên là tôi vứt cả một khu làm nhà kho, nhưng mà cái đấy mình khó tính được. Chủ yếu cái xấu nhất là vệ sinh. Vệ sinh thì các bạn phải đặt cung xấu, ở cung tốt thì phải hóa giải đúng không? Hoặc là bếp. Bếp thì bản chất nó phải ở cung tốt. Cung tốt thì các bạn nấu ăn nó mới ngon miệng, mới đảm bảo sức khỏe của mọi người. Nhưng mà vì cái bát trạch nó có một cái sai lầm là nó cho rằng bếp nó áp chế được khí xấu, nên là bếp phải đặt cung xấu. Bếp đặt cung xấu mục đích là áp chế khí xấu. Nhưng mà làm sao cái bếp mà áp chế được khí xấu? Các bạn hình dung không? Các bạn bật lửa lên mà áp chế được cái khí xấu thì lại giỏi quá. Cũng giống như là cái bật lửa này đấy, các bạn bật lên mà tự nhiên thì khí xấu nó hết, không có chuyện đấy. Bật lửa thì nó có gây ra chuyển động, các bạn hình dung không? Bật lửa này thì nó gây ra cái chuyển động. Chuyển động là như nào? Nếu các bạn, tôi có nói là cái đèn kéo quân ấy, các bạn chỉ cần đốt cái đèn ở bên trong thì cái ngày xưa cái đèn kéo quân là cái hình nó chuyển động theo, thì nó tạo ra cái khí chuyển động. Cái chuyển động này nó rất là thấp, nó thấp giống hệt cái con mèo chiêu tài của Nhật ấy, cứ vẫy tay thì nó tạo ra cái luồng khí chuyển động, chứ thực ra nó chả chiêu tài vào đâu các bạn, nó chỉ tạo ra thêm một cái luồng khí chuyển động. Thì giống cái bếp, người ta hình dung ra nó tạo ra cái khí chuyển động, nhưng cái khí này nó rất nhỏ như kiểu xì hơi thôi, chứ làm sao để nó chấn áp được cái khí xấu, không có tác dụng đấy. Nên là bếp cũng phải ở cung tốt, các bạn hình dung không? Đấy, sau khi mua nhà mới, các bạn để ý những cái đấy thì nhập trạch, đúng không? Nhập trạch thì phải lưu ý là cái sao tốt. Sao tốt nó phải bay vào ít nhất một trong hai, tùy bạn nhé. Một trong hai, một là các bạn chú trọng vào cửa, ví dụ biệt thự các thứ, các bạn chú trọng là sao tốt bay vào cửa để đón tài lộc, thì các bạn phải chọn sao tốt bay vào cửa. Hoặc các bạn muốn bền vững hơn, các bạn muốn sao tốt bay vào chỗ đặt bàn thờ, đúng không? Thì chúng ta xem cái ngày giờ để sao tốt vào bàn thờ hoặc sao tốt vào cửa để chúng ta nhập trạch. Đấy, các bạn hình dung không? Chứ nhiều người cứ xem những cái sao này là sao bay trong huyền không, chứ không phải sao thần sát trong dân gian. Các bạn có thể xem cái sao thần sát trong dân gian, tuy nhiên là cái đấy nó cái linh ứng nó không cao, và hoặc là nếu các bạn cố tình các bạn chọn sai thì nó không rõ cái tác động xấu, nên là các bạn sẽ không kiểm chứng được. Cũng giống như cái việc kích hoạt bát bạch ấy. Chúng ta thì đầu năm cứ thấy đổ xô đi đình đền chùa các thứ, cầu may rồi cầu tài cầu lộc cầu khắp nơi, trong khi đấy hoặc là cứ đổ xô ra đi mua vàng để cầu may, trong khi cái việc kích hoạt tăng cái khí bát bạch lên thì rất ít người để ý, đúng không? Như tôi hướng dẫn thì cũng có nhiều người quan tâm làm theo, tuy nhiên là đa số mọi người thì vẫn theo cái gọi là tâm lý đám đông hoặc là quan niệm trong dân gian, đi gọi là lấy vía vía thần tài. Mặc dù là cái đấy là như tôi có viết là thì người ta bịa ra, tuy nhiên là chúng ta thì người dân thì người ta không quan tâm là bịa hay không, người ta cứ quan tâm là tâm lý đám đông, nhất là những cái cơ quan mà định hướng dư luận kìa, thì người ta cũng như vậy. Giống như cái việc mà rất nhiều clip đầu năm của các cơ quan ngôn luận lại đưa những cái thông tin là đi người dân đổ xô cầu may rồi ùn tắc chùa này chùa kia, đúng không? Thậm chí đây đưa ra những cái thông tin nó không chính xác, theo kiểu làm nhà mới hấp đến đuổi, xong rồi còn đưa câu hỏi nếu mà nhà không phù hợp thì để ý gì đến cổng cửa. Tôi để ý một cái câu hỏi đáp rất buồn cười,
phóng viên thì hỏi là nhà không phù hợp thì để ý gì đến cổng cửa? Tức là nhà không phù hợp thì phải xem rất nhiều yếu tố, có thể là đo trường khí hoặc là các vấn đề, đúng không? Thì lại để ý gì đến cổng cửa? Thì ông này thấy cái câu hỏi được cổng cửa thì đầu tiên cũng đưa ra những khái niệm rất là hoành tráng, ví dụ là phải để ý đến công năng, phải để ý đến thẩm mỹ. Thì thực ra cái đấy là việc của ông kiến trúc, bạn có điều kiện bạn thuê ông kiến trúc rồi quan tâm làm gì đến cái đấy, đúng không? Xong sau đấy lại đưa thêm yếu tố là dân gian người ta để ý đến cổng cửa bếp, xong sau đấy là hướng giường ngủ rồi trục bắc nam, nói chung cứ lòng vòng toàn thứ chả quan tâm, chả liên quan. Cái trường khí theo kiểu dân gian đo nó thế nó không chính xác. Thông thường các bạn đo ấy, cái hôm tôi đi Thái Lan các bạn rông dài một buổi đầu năm nói chuyện, tôi đi Thái Lan thì nửa đêm tự nhiên cái các khách sạn là tôi đo, nhưng mà hôm đấy là nhận phòng muộn, các bạn hình dung không, nhận phòng muộn 3 giờ chiều mới nhận phòng thì để phòng rồi đi chơi, nói chung thường đi du lịch là đi chơi xong đi ăn không về tắm rửa cho nó bọn nó là mệt xong nằm ngủ. Thì hôm đấy thực sự là đến cái khách sạn mới là bên sông cảnh đẹp các thứ, ăn uống xong mệt ngủ luôn, cũng không nghĩ đến chuyện đo. Thì lúc tối nó kêu đấy và tôi dọi đèn để tôi xem có vấn đề gì không thì thôi nó ngủ các bạn nhé. Thì lúc đấy tôi mới giật mình, mình mới lấy cái điện thoại cho đo. Thì cái chỉ số đo các bạn cực kỳ thấp luôn, không có vong nhưng mà đất rất thấp các bạn nhé. Tôi có post lên cái Zalo của tôi thì có một số bạn xem. Thì cái chỉ số đây này, tôi bật cho các bạn xem. 167. Tôi nói đùa là có âm vong, thực ra là ở đấy thì không có âm vong, nhưng mà đất khách sạn cực kỳ thấp, ven sông các bạn. Thì chỉ có thể vấn đề xảy ra không có vong, nhưng mà đất thấp này thì đây này, giải thích này. Trường giải thích về khí thì là trường vong hoạt động tốt nha, đang kết nối, có kết nối đấy, có kết nối, nhưng mà trong cái phòng đấy không có vong thì cái khả năng là cái âm vong nó sẽ ở bên ngoài. Thì nửa đêm mình không đi ra khắp khách sạn mình đo được, tuy nhiên là trong phòng mình thì không có âm, nhưng mà về cái kết nối âm rất là thấp các bạn, 167, có nghĩa là xung quanh đằng xa có khả năng có vong, nhưng mà mình đo trong phòng thì không có. Đấy. Nên là khi các bạn đến nhà mới chẳng hạn, thì đấy là một cái câu chuyện rất hay nhá. Bình thường đi đo nhiều khi mồ mả nó không xuống được cái điểm thấp này đâu, mà ở khách sạn nó lại còn xuống thấp đến như vậy. Nên là khi các bạn về nhà, các bạn phải đo thông thường cái chỉ số tốt, ví dụ là 400 đến 600 là nó phải kiểu như này, một màu là tốt nhất, nó cố định. Thì khách sạn cuối trước khi về tôi ở cái xem Kempinski, chỉ số rất là tốt và các bạn 477 đều luôn. Thì nhà của các bạn đo địa khí nó phải dương, cầm tấm long đo nó phải dương, đo bằng địa khí nó phải cao và ổn định, ít nhất là khoảng 400-600, chứ nó tụt xuống thấp thế là cũng rất nhiều vấn đề các bạn. Có thể là nhà bạn không có vong nhưng mà nhà hàng xóm mà có vong là cũng rất là trục trặc. Trước là tôi đi đo cho một anh khách hàng nhé, cả một cái dãy nhà dài bên trong 15 mét các bạn hình dung, trong nhà không có một điểm âm nào, tuy nhiên là nó cứ chỉ hết vào một dọc tường này luôn. Một dọc tường có nghĩa là cái đất trống ở bên hàng xóm là rất nhiều vong luôn, chứ nó không một điểm các bạn, rất nhiều, tức là bạn chỉ như thế nào nó cũng thành một cái địa dài âm dài bên ngoài nhà luôn, có nghĩa là cái khí âm ở cái khu đất bên cạnh cực kỳ nhiều, rất nhiều điểm âm vong. Và khi đo thì thế không thể leo được rào được sang nhà hàng xóm đo, thì tại vì cả một cái khu đất trống và nhiều cái cây tùm, tuy nhiên là cả một dải các bạn cứ đứng ở đâu là âm, nhưng mà nó lại không chỉ sang một điểm mà nó thành một dải rất là dài thì rất là nguy hiểm. Thì tôi mới bảo là âm ở đây thì
Nếu mà mua ở thì vẫn phải hóa giải rất là nhiều, còn nếu mà mua để cho thuê thì cũng phải mất vài điểm. Thì sau đấy thì thế anh chủ nhà anh quyết định anh không mua nữa. Đầu năm mới chia sẻ một chút, hy vọng các bạn mua nhà mới hoặc là đến những nơi ở mới có thêm những cái kiến thức cơ bản về khoa phong thủy để trang bị cho mình, cũng như kiểm tra để tránh những cái vận xui hoặc là tránh những cái đồn đoán vô căn cứ từ dân gian. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.